Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8, tại tiệm vàng Đức Thịnh, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Tân Yên đã bắt giữ được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Qua sự việc, một lần nữa cảnh báo thủ đoạn trộm cắp tại tiệm vàng. Tài sản bị trộm cắp là chiếc kiềng vàng đeo cổ khoảng 3 chỉ, trị giá 12 triệu đồng. Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Mai Văn Tuấn, sinh năm 1999, trú tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, với thủ đoạn là vào tiệm vàng giao dịch mua vàng, sau đó lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ tiệm vàng để thực hiện hành vi trộm cắp. Thì cháu hỏi mua xong bắt đầu cô đưa cháu xem thì cháu bảo cháu ra cháu lấy tiền thì cô lại đi vào trong nhà, đến lúc cháu quay lại thì cô không có đấy nữa thì cháu mới lấy ạ. Cháu lấy xong cháu bỏ chạy ạ. Sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi đã tổ chức lực lượng nghiệp vụ làm rõ sự việc và truy đuổi bắt được đối tượng và cùng thu được tang vật. Hiện nay cơ quan điều tra chúng tôi đang tạm giữ đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc này cho thấy các cửa hàng kinh doanh, nhất là những cửa hàng kinh doanh vàng bạc cần chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác trong giao dịch, mua bán để bảo vệ tài sản của mình, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.